Bệnh tiểu đường nguyên nhân và cách chữa trị theo phương pháp cân bằng năng lượng phạm 8 nguyên nhân bị tiểu đường. Trước tiên cần nắm rõ. A. Đường sản sinh ra năng lượng lạnh giải nhiệt và cân bằng nhiệt độ 37 độ C duy trì sự sống, thế xác có nhu cầu năng lượng đường là 25% chiếm 1/4 dinh dưỡng. B. Chất béo là nguồn chất đốt để sản sinh ra nhiệt lượng duy trì độ nóng cho thể xác, nguồn nhiệt này chính là lực hấp dẫn khí oxy đi vào máu, thế xác có nhu cầu béo là 25% chiếm 1/4 dinh dưỡng. Một cơ thể cần có chất béo đầy đủ để tạo và duy trì mức nhiệt năng làm nóng cơ thể liên tục, thì năng lượng đường sẽ sản sinh ra năng lượng lạnh giải nhiệt và đường tự tiêu mất nên không xảy ra tiểu đường, cơ thể luôn nóng nực thì đường tự tiêu mất. Hai, cơ thể thiếu hoặc không có chất béo để đốt sinh ra nhiệt năng duy trì sự sống, tủy buộc phải lấy năng lượng đạm thay vì nuôi sống tế bào thì nay lại biến thành tủy đốt lò để duy trì thân nhiệt, do đó thiếu béo là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Ba, cơ thể bị mất nguồn cung chất béo vừa bị thiếu năng lượng protein nuôi sống tế bào gốc, toàn thể xác bị rơi vào âm lạnh, âm hàn, và để duy trì nhiệt lượng ít ỏi, não buộc phải loại bỏ đường, tiểu đường, để phòng tránh đường làm tăng thêm độ lạnh thì nhiệt sẽ bị mất nhanh hơn nữa. Bốn, nguồn năng lượng protein nuôi tế bào gốc này bị đem đi làm chất đốt, do đó tế bào gốc bị lạnh và đói hoặc chết nên khả năng sinh sản ra tế bào gốc suy giảm dần, không còn đủ tế bào mới thay thế. Không có tế bào mới thay thế nên vết thương dù nhỏ cũng rất khó hoặc không thể làm lành. Đây là cơ chế cho biết vết thương khó lành của người bị bệnh tiểu đường. Năm, bệnh tiểu đường trước khi xảy ra sẽ có biểu hiện như sau. A. Đái tháo mặn là mắc tiểu không cầm nín được. Tại thời điểm này nếu ăn béo nhiều lên kết hợp nước gừng thì khóa được bệnh tiểu đường không xảy ra. B. Đái tháo nhạt là uống nước vô thì tiểu ra liền do nguồn năng lượng đạm giảm hạ thấp. Tại thời điểm này cần ăn đạm nhiều gấp 2 đến 3 lần bình thường thì dừng đái tháo. C. Đái tháo đường nghĩa là nước tiểu có đường, đây mới đích thực là tiểu đường. Trích máu thử đường không thể gọi là tiểu đường được, theo tôi là đây là việc làm giả, mạo danh bệnh tiểu đường để bán thuốc trục lợi vì trích máu rồi chụp mũ gọi là tiểu đường. 6. Trị tiểu đường. A. Uống nước gừng 0,5 đến 1 lít một ngày chia ra uống nhiều lần từ sáng đến lúc đi ngủ để giúp ruột non tái sinh men tiêu hóa chất béo và đạm. B. Ăn tăng béo lên trong bữa ăn mỗi ngày làm cho cơ thể nóng lên và cần phải nóng đều 24/24, do đó, ăn béo đầy đủ mỗi ngày và ăn béo cho đến hết đời thì không xảy ra tiểu đường. C. Ăn uống ngũ đậu, gồm đậu trắng đen, xanh đỏ, nành số lượng bằng nhau mang rang từng loại rồi trộn đều xay mịn, khi uống thì cho 2 đến 5 thìa cà phê vào nước lọc lỏng như sữa để uống hoặc nấu hầm mềm. Ăn đậu là năng lượng protein sạch để bổ tủy cấp cứu tế bào gốc rất nhanh, khi thấy ăn ngon, mau đói, ngủ ngon. Ngủ nhiều thì tế bào gốc được no đủ. D. Trong thời gian trị tiểu đường cần kiêng một số dưỡng chất như sau. Không ăn rau, trái, nước uống và thuốc có vị đắng vị chua. Không ăn rau trái có chất nhờn, mướp bầu bí cả dưa có nhiều hạt. Nhóm này nếu ăn đầy đủ có khả năng giải nhiệt còn mạnh hơn đường. Động vật giải nhiệt bằng nhóm này. Nếu áp dụng đúng sẽ khỏi bệnh tiểu đường sau 2 đến 6 tháng thông qua ăn đúng. Ăn đủ chất béo cộng chất đạm cộng gia vị cay như nước gừng, các món ăn bỏ thêm tỏi, hành, xả gừng, giềng. 100% sẽ hết bệnh nếu làm đúng hướng dẫn này. Tác giả chú Phạm 8. Chú Phạm Kim 8 sinh ngày 15 tháng 1 năm 1951, chú đã mắc ung thư năm 32 tuổi và đã tự chữa khỏi bằng cách vô tình chỉ ăn chè đường 8 năm liên tục. Trong cái rủi có cái may, chú 8 đã được bộ não mách bảo tìm hiểu thực hành kiểm chứng để hoàn thiện và hệ thống ra phương pháp cân bằng năng lượng. Chú 8 đã mở khóa học ổ lại phương pháp cân bằng năng lượng này trên Facebook cho những ai thực tâm muốn tìm hiểu, muốn làm bác sĩ cho chính mình với học phí 1,5 triệu đồng. Khóa học có 12 bài giảng về lý thuyết cơ sở khoa học của phương pháp, nguồn gốc, cách chữa và phòng tránh các loại bệnh vân vân. Có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một cái điện thoại có mạng internet. Sau khi học và hiểu về phương pháp cân bằng năng lượng Phạm 8 này, bạn sẽ tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, chỉ với các nguyên liệu bán đầy ngoài chợ và còn nhiều hơn thế nữa. Với học phí 1 triệu 500 ngàn đồng so với những gì bạn được thì số tiền này chỉ như là một món quà nhỏ bạn tặng cho chú 8 mà thôi. Để biết cách đăng ký khóa học này, các bạn nhắn tin vào Facebook chú Phạm 8 hoặc Facebook chị Hạnh Mỹ. Cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Nếu thấy thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn nút cái chuông để không bỏ sót các